Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Thiên Thành. Hiện tại mình đang là sinh viên khóa 1 của trường đại học EDX lớp Happy. Thì trong cái video này thì mình quay lại để có thể là giới thiệu về những phần kiến thức và trao đổi về phần kiến thức của mình với mọi người. Thì sau khi vào một mình đã học xong trong cái buổi học về môn đạo đức kinh doanh do thầy Nguyễn Đình Hùng giảng dạy, thì cái vấn đề mà bọn mình vẫn thường trao đổi trong cái bộ môn này đó chính là những cái yếu tố mà liên quan đến cái vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Thì như những cái video trước mà mình đã giới thiệu về cái mô hình mà bọn mình đã nghiên cứu về những yếu tố đạo đức, đó chính là mô hình Ethics và cộng thêm chữ R đặc biệt ở phía sau. Thì Ethics ở đây tiếng Anh của nó nghĩa là, thì từ nghĩa tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa là đạo đức. Vậy Ethics, nó từng chữ cái trong Ethics nó sẽ là một cái chữ cái đầu tiên, để nó là những cái phần nhỏ trong phần đạo đức. Vậy chữ cái đầu tiên, chữ E nó sẽ Equity là công bằng, chữ T là Transparent là minh bạch, chữ H là Honesty là trung thực, chữ I là Integrity liêm chính, chữ C là Commitment là sự cam kết, chữ S là Service là sự phục sự, và chữ R đặc biệt ở phía sau cùng nó có mang một ý nghĩa quan trọng, đó là cái sự Responsibility là sự trách nhiệm. Vậy theo chính cái mô hình này mà bọn mình đã đi nghiên cứu và phân tích về những cái khía cạnh mà nó có liên quan trong cái việc chúng ta tham gia kinh doanh, những hoạt động liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc là trong những cái bất kỳ những cái tổ chức của nào đó mà tham gia vào hoạt động kinh doanh kinh tế để kiếm ra lợi nhuận, thì bọn mình sẽ chủ yếu tập trung vào để nói về những yếu tố đạo đức này trong ethics trong doanh nghiệp. Đó, thì trong doanh nghiệp như ba thì có thể coi rằng cái sự cốt lõi ở trong doanh nghiệp nó bao gồm trong một cái tam giác. Đó, tam giác, một trong một cái tam giác cân, thì mỗi cạnh, mỗi góc của nó sẽ biểu tượng trưng cho một cái góc cạnh quan trọng. Thì ở đây nó có ba đỉnh, thì nó sẽ bao gồm ba yếu tố quan trọng, đó là yếu tố sản xuất, yếu tố bán hàng và yếu tố hỗ trợ. Thì đó, cái điều này nó sẽ tạo lên một cái, từ chính cái tam giác này đó chính là cái điều cốt lõi nhất trong cái việc chúng ta bán hàng, là chúng ta kiếm ra lợi nhuận để duy trì và phát triển công ty. Thì lợi nhuận sẽ bằng doanh thu trừ đi chi phí, và dựa trên cái công thức doanh thu trừ đi chi phí này để tính ra lợi nhuận, thì chúng ta xét trên khía cạnh về đạo đức trong doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có những cái bên liên quan để cùng hợp tác vào để có thể phát triển và duy trì công ty. Thì các bên liên quan ở đây nó sẽ gộp lại với nhau để có thể phát triển duy trì công ty. Vậy chúng ta áp dụng vào cái vấn đề xét về cái khía cạnh đạo đức, thì chúng ta nên quan tâm và đề cao và đặt trước những cái mối bên liên quan nào để chúng ta có thể là cân bằng và duy trì cái sự ổn định trong cái, cho đối với những cái bên liên quan trong công ty. Thì bên liên quan đầu tiên là mình sẽ phải nhắc tới, đó chính là cái người lao động. Đó, người lao động hay còn gọi một cách khác đó chính là những cái nhân sự hoặc là những nhân viên cấp dưới của mình. Đó, nó là những người mà trực tiếp mà tham gia vào những cái bộ phận bán hàng, marketing để có thể đem lại và tạo ra cái giá trị. Đồng thời qua kết hợp lại những yếu tố đó thì họ có thể tạo ra được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thì đó là cái nguồn gốc đầu tiên, cái đơn vị, cái bên liên hệ đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm tới và chú trọng. Và tại sao mình nhắc nó ở phía đầu tiên? Bởi vì người lao động đó chính là cái yếu tố quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Đó, không có người lao động thì sẽ không có thể nào mà có thể tạo ra được những doanh thu, tạo ra lợi nhuận được. Tiếp theo, bên liên quan thứ hai đó chính là khách hàng chúng ta. Và khách hàng chúng ta, nếu mà khách hàng đó chính là những người mua sản phẩm, mua dịch vụ và sử dụng những cái dịch vụ hoặc là những cái sản phẩm mà bên chúng ta cung cấp, vậy họ sẽ là yếu tố bên liên quan thứ hai, mà quan trọng thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm và lưu tâm tới. Vậy vấn đề đạo đức xảy ra ở đây là gì? Đó là nó sẽ xảy ra yếu tố, đó là nếu mà chúng ta bán đắt cho khách hàng thì về phía bản thân chúng ta, về phía những người cổ đông sẽ được lợi. Còn nếu chúng ta bán rẻ khách hàng với một cái mức giá rẻ thì những bên liên quan đối với bản thân hoặc đối với công ty, đối với những nhà cổ đông thì sẽ bị thua thiệt về khoản lợi nhuận. Vậy xét về khía cạnh đạo đức thì chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta tùy vào cách chúng ta bán ra và những cái mức giá chúng ta đưa ra như nào, chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái lợi ích
mà của chúng ta nó có thể mang lại lợi ích, mang lại lợi hoặc là mang lại thua lỗ đó, thì nó sẽ ra mâu thuẫn, xảy ra mâu thuẫn giữa khách hàng và cổ đông. Bên liên quan thứ ba đó chính là nhà cung cấp. Nhà cung cấp là nơi mà họ có thể là cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu để cho chúng ta sản xuất ra thành phẩm và chúng ta cung cấp ra ngoài tạo ra lợi nhuận. Nhà cung cấp ở đây là vậy thì yếu tố xét về yếu tố đạo đức thì sao? Yếu tố đạo đức đó chính là vì cái khoản mà chúng ta những hàng hóa mà nhà cung cấp đưa ra, nếu chúng ta muốn một cái nguồn hàng hóa nó rẻ đó thì chúng ta sẽ lợi về mặt cho cổ đông. Vậy nếu mà hàng hóa chúng ta mua hàng hóa, mua cái giá giá gốc ban đầu để sản xuất nó đắt thì lại lợi nhà sản xuất. Vậy chúng ta cân bằng làm sao để cho vậy nó sẽ xảy ra cái sự mâu thuẫn giữa nhà cung cấp và bên cổ đông. Vậy cái vấn đề đạo đức xảy ra ở đây là làm sao để chúng ta có thể cân bằng và điều chỉnh được để cho một cái mức giá hợp lý để chúng ta có thể là cân đối những bên liên quan và bên trong chính công ty của chúng ta. Cái yếu tố ảnh hưởng thứ tư đó chính là về thuế. Đó, thuế, những cơ quan thuế của nhà nước. Vậy chúng ta phải chịu thuế và nộp thuế như thế nào? Đó chính là chúng ta phải nộp thuế giá trị gia tăng, nộp thuế doanh nghiệp, thu nhập doanh nghiệp. Đó là hai cái yếu tố, hai cái thuế cơ bản nhất mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Vậy trường hợp xảy ra đạo đức kinh doanh ở đây là gì? Vậy đó là xét về phía khía cạnh của công ty thì chúng ta là có những cái hình thức đó là thuế chưa trả đó, hay là làm sao suy xét tính toán làm sao để cho cái mức thuế đó giảm tối đa và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho công ty. Còn nếu mà chúng ta cứ đóng theo một cách sòng phẳng, đóng trực tiếp thì cái việc đó nó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Và có một điều nữa đó là thuế này, cái thuế mà VAT đó chính là thuế mà người dùng cuối cùng, người cuối cùng phải chịu, đó chính là khách hàng. Vậy khách hàng, nhưng nhà nước lại không thu thuế trực tiếp từ khách hàng mà lại áp đặt thuế vào công ty, và thông qua công ty, thông qua các doanh nghiệp thì họ thu thuế được từ người dân. Vậy sẽ xảy ra mâu thuẫn, đó chính là từ người khách hàng xảy ra mâu thuẫn với doanh nghiệp đó. Nếu mà nhà nước thu thuế trực tiếp từ người dân thì nó sẽ giảm bớt cái gánh nặng cho đối với doanh nghiệp. Và yếu tố cuối cùng đó chính là ngân hàng. Ngân hàng là người cho chúng ta cung cấp những cái nguồn tiền đó, nguồn vốn để chúng ta có thể là kinh doanh làm ăn. Vậy thì cái vấn đề đạo đức xảy ra đây là gì? Đó chính là việc chúng ta chiếm dụng vốn ngân hàng, chúng ta nợ lâu không trả hoặc là nợ khó đòi. Đấy, chúng ta sẽ chiếm dụng vốn và chúng ta sẽ để cái khoảng thời gian trả vốn đấy nó lâu hơn. Vậy thì hoặc đối ngược lại là chúng ta trả nhanh thì lại không có chuyện gì xảy ra. Vậy cái vấn đề đạo đức ở đây là về xét về khía cạnh là thuận lợi thì chúng ta hãy cân nhắc thì chúng ta sẽ cân nhắc như thế nào để cái vấn đề đạo đức kinh doanh của chúng ta, vấn đề đạo đức và để trong kinh doanh chúng ta có thể là áp dụng được cái vấn đề đạo đức kinh doanh. Thì đó là về những cái kiến thức mà bọn mình đã được trao đổi và bọn mình được học tập trong cái buổi học vừa qua. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video sau.